Trình là Quý Tuấn Vũ Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ. Trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ lần này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta đến với bài chia sẻ 30 điều bạn đừng nên làm với bản thân. Hãy dừng lại ngay để có một cuộc sống an yên, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống cũng giống như con thuyền ngoài biển khơi. Không phải lúc nào cũng êm ả trôi tới điểm đích. Những con sóng của cuộc đời xô đẩy ta, nhưng không vì thế mà ta có thể dễ dàng gục ngã. Những con người thành công, những con thuyền về đến đích đều phải trải qua những cơn sóng gió. Càng trải qua nhiều nỗi đau, vấp ngã và thất bại sẽ giúp chúng ta ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, thời gian sẽ chữa lành vết thương. Có câu rằng không ai có thể quay ngược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ ngày hôm nay và tạo ra một kết thúc mới. Vậy nên, hãy xem bạn có đang làm 30 điều được nói đến sau đây với bản thân mình không? Nếu có, hãy dừng ngay để bắt đầu một cách sống mới, hạnh phúc, thành công và an yên hơn nhé. Điều thứ nhất, đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm. Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không phải là những người ở bên cạnh bạn khi bạn thành công, giàu có, mà là những người ở bên cạnh bạn khi bạn gặp khó khăn, hoạn nạn. Điều thứ hai, đừng chạy trốn các rắc rối của mình. Hãy đối diện với chúng, đây không phải là việc dễ dàng. Không phải ai cũng có khả năng xử lý hoàn hảo mọi vấn đề họ gặp phải. Nhưng chúng ta cũng không thể ngay lập tức mà giải quyết trọn vẹn một khó khăn. Chúng ta không sinh ra để làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra là để thất vọng, buồn chán, đau khổ và vấp ngã. Bởi vì đó là toàn bộ chân tướng của cuộc sống. Đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi và xử lý chúng, chính điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành con người như chúng ta hiện nay. Điều thứ ba, đừng nói dối bản thân mình. Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội. Và cơ hội đầu tiên và cũng là khó khăn nhất mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình. Điều thứ tư, đừng gác lại các nhu cầu của bản thân. Chuyện đau khổ nhất trên đời chính là vì yêu một ai đó mà đánh mất đi chính mình, quên mất rằng mình là duy nhất trên thế gian này. Giúp đỡ người khác, yêu thương người khác là tốt, nhưng cũng phải yêu thương lấy chính mình. Nếu có một thời điểm để theo đuổi đam mê, theo đuổi khát vọng, theo đuổi điều gì đó quan trọng với mình, vậy thì bây giờ chính là thời điểm ấy. Điều thứ năm, đừng cố gắng làm người khác. Một trong những thử thách lớn nhất trong cuộc đời chính là làm chính mình giữa một biển người mênh mông. Có người xinh đẹp hơn bạn, có người thông minh hơn bạn, có người năng nổ hơn bạn, có người trẻ khỏe hơn bạn, nhưng họ vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành bạn. Đừng thay đổi những gì là của trời cho của bạn. Cứ chính là mình, bạn tự nhiên sẽ có được những thứ xứng đáng thuộc về mình. Điều thứ 6, đừng vấn vương vào quá khứ. Nếu bỏ lỡ chuyến xe này, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho chuyến xe tiếp theo. Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại một chương sách cũ. Điều thứ 7, đừng sợ mắc sai lầm. Làm sai một điều gì đó, ít ra vẫn tốn gấp 10 lần so với không làm gì cả. Đằng sau mỗi thành công luôn tồn tại dấu tích của thất bại. Mỗi lần thất bại là một lần bước gần tới thành công hơn. Nếu như những chuyện muốn làm nhưng chưa làm được luôn nhiều hơn những chuyện mà bạn đã làm, vậy thì tới cuối cùng, bạn nhất định sẽ hối hận. Điều thứ 8, đừng trách móc bản thân vì những sai lầm trong quá khứ. Chúng ta có thể yêu nhầm người, làm sai việc,
Nhưng bất kể đã xảy ra chuyện gì, sai lầm luôn có thể giúp ta tìm ra người và việc phù hợp với mình hơn. Chúng ta có thể phạm sai lầm, có thể đấu tranh, thậm chí là tiếc nuối. Nhưng chỉ cần bạn sẵn sàng suy ngẫm lại bản thân, bạn hoàn toàn có thể thay đổi được tương lai. Mỗi một chuyện đã xảy ra đều là những kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời. Điều thứ 9, đừng cố công mua hạnh phúc. Có rất nhiều thứ đắt đỏ mà chúng ta cho rằng có được chúng ta mới hạnh phúc. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí. Đó là tình yêu, là tiếng cười và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình. Điều thứ 10, đừng tìm kiếm hạnh phúc ở người khác. Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính con người bên trong của mình, thì bạn sẽ chẳng thể nào được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ người nào khác. Bạn phải tạo ra sự ổn định trong cuộc sống của mình, rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cuộc sống đó với người khác được. Điều thứ 11, đừng lười nhác. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bởi có thể bạn sẽ tạo ra một rắc rối không đáng có. Hãy đánh giá tình hình và đưa ra hành động dứt khoát. Bạn không thể thay đổi điều mà mình không muốn đối mặt. Tiến bộ bao hàm rủi ro. Bạn không thể đứng một chỗ mà hy vọng mình sẽ tới đích được. Điều thứ 12, đừng nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng. Khi có một cơ hội xuất hiện, không có ai cảm thấy mình đã sẵn sàng 100% để đón nhận nó. Bởi vì phần lớn những cơ hội lớn lao trong cuộc đời đều đòi hỏi chúng ta phải phát triển vượt qua vùng thoải mái của mình. Điều này có nghĩa là ban đầu chúng ta sẽ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Điều thứ 13, đừng tham gia vào các mối quan hệ vì những lý do sai lầm. Cần phải lựa chọn các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Ở một mình còn tốt hơn là giao tiếp với người xấu. Bạn không cần phải vội vàng, điều gì đến cũng sẽ đến, và nó sẽ đến đúng lúc, đúng người và đúng thời điểm, với một lý do tốt đẹp nhất. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu khi bạn cảm thấy cô đơn. Điều thứ 14, đừng vì sai lầm trong quá khứ mà từ bỏ một mối quan hệ mới. Trong cuộc sống, rồi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người bạn gặp đều có ý nghĩa riêng cho bản thân bạn. Một số người sẽ thử thách bạn, một số người sẽ lợi dụng bạn, và một số khác sẽ dạy dỗ bạn. Nhưng điều quan trọng nhất là một số người sẽ giúp bạn thể hiện được khía cạnh tốt đẹp nhất của mình. Điều thứ 15, đừng cố cạnh tranh với tất cả mọi người. Đừng lo lắng khi thấy người khác giỏi hơn mình. Hãy tập trung vào việc phá kỷ lục của chính mình mỗi ngày. Thành công chỉ là một cuộc chiến giữa bạn và bản thân bạn mà thôi. Bởi thế mới nói, chiến thắng được chính mình chính là chiến thắng vĩ đại nhất của đời người. Điều thứ 16, đừng ghen tị với người khác. Ghen tị, đố kỵ là hành động đếm các điểm cộng của người khác thay vì đếm các điểm cộng của mình. Hãy tự hỏi bản thân mình câu này: mình có điểm gì mà ai cũng mong có? Điều thứ 17, đừng than vãn và tự thương hại bản thân. Các khó khăn xuất hiện trong cuộc sống đều có lý do riêng của chúng, nhằm hướng bạn theo một cung đường phù hợp cho bạn. Có thể khi khó khăn xuất hiện, bạn sẽ không nhận thấy hay không hiểu được điều đó, và có thể đó là một trải nghiệm khó khăn. Nhưng bạn hãy thử nghĩ về những khó khăn mình đã trải qua trong quá khứ mà xem. Bạn sẽ thấy rằng, cuối cùng, những khó khăn đó, chúng đã hướng bạn tới một địa điểm tốt hơn, trở thành một con người tốt hơn, có tâm trạng hay hoàn cảnh tích cực hơn. Vì thế, hãy cười lên. Hãy cho mọi người thấy rằng bạn của ngày hôm nay mạnh mẽ gấp nhiều lần so với bạn của ngày hôm qua. Và bạn sẽ là như thế. Điều thứ 18, đừng giữ mãi những hằn học. Đừng sống với niềm oán ghét trong tim. Bạn sẽ khiến mình đau khổ hơn so với những gì mà người mà bạn căm ghét có thể làm với bạn. Tha thứ không phải là nói những gì anh đã làm với tôi là chấp nhận được, mà là tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại vĩnh viễn bởi những gì anh đã làm với tôi. Tha thứ là câu trả lời. Hãy buông ra đi. Hãy tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn. Hãy giải phóng bản thân bạn. Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ vì người khác mà còn vì chính bạn nữa đấy.
Hãy tha thứ cho bản thân mình, hãy tiếp tục cuộc sống và cố gắng làm tốt hơn trong tương lai. Điều thứ 19. Đừng để người khác kéo bạn xuống vị trí ngang bằng với họ. Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của mình để thích nghi với những người không chịu nâng cao các tiêu chuẩn của họ. Điều thứ 20. Đừng lãng phí thời gian giải thích bản thân cho người khác. Bạn bè sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả. Còn với kẻ thù thì dù bạn có giải thích bao nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. Điều thứ 21. Đừng miệt mài đi làm một việc mà không có khoảng ngừng. Thời điểm phù hợp để bạn hít một hơi thật sâu là khi bạn không có thời gian cho việc đó. Nếu bạn tiếp tục làm những gì mình đang làm thì bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì mà bạn đang nhận được. Đôi khi bạn cần phải tạo ra cho mình một khoảng cách để có thể nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng hơn. Điều thứ 22. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những khoảnh khắc nhỏ nhoi. Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhất, bởi vì nếu đâu một ngày nào đó, bạn sẽ ngoảnh nhìn lại để rồi nhận ra rằng chúng là những điều lớn lao. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những khoảnh khắc nhỏ bé, không tên, khi bạn dành thời gian mỉm cười với ai đó quan trọng đối với bạn. Điều thứ 23. Đừng cố làm mọi thứ trở nên hoàn hảo. Thế giới thực không vinh danh những người cầu toàn. Nó sẽ trao phần thưởng cho những người hoàn thành công việc. Điều thứ 24. Đừng đi theo con đường ít bị cản trở nhất. Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt được điều gì đó có giá trị. Đừng chọn con đường đi dễ dàng, hãy làm điều gì đó phi thường. Điều thứ 25. Đừng hành động như thể mọi việc đều tốt đẹp, trong khi thực tế không phải như vậy. Suy sụp một lát cũng không sao. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải tỏ ra mình mạnh mẽ, và cũng không cần phải liên tục chứng minh rằng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Bạn cũng không nên lo lắng về chuyện người khác đang nghĩ gì. Hãy khóc nếu bạn cần khóc. Điều đó cũng tốt cho sức khỏe của bạn. Càng khóc sớm, bạn càng sớm có khả năng mỉm cười trở lại. Điều thứ 26. Đừng đổ lỗi cho người khác về các rắc rối của bạn. Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỷ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì những gì bạn đã đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ trách nhiệm. Bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình. Điều thứ 27. Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Đó là điều không thể xảy ra. Và nếu bạn cứ cố công làm như vậy, bạn sẽ kiệt sức mất thôi. Nhưng làm cho một người mỉm cười cũng có thể thay đổi cả thế giới. Có thể không phải là toàn bộ thế giới, mà chỉ là thế giới của riêng người đó thôi. Vì thế, hãy thu hẹp sự tập trung của mình lại. Điều thứ 28. Đừng lo lắng quá nhiều. Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể xem có nên mất công suy nghĩ về điều gì đó hay không là tự đặt ra cho mình câu hỏi này. Điều này có quan trọng gì nữa không trong một năm tiếp theo, 3 năm tiếp theo hay 5 năm tiếp theo? Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng để bạn bận tâm đâu. Điều thứ 29. Đừng tập trung vào những gì bạn không mong muốn xảy ra. Hãy tập trung vào những gì bạn thực sự muốn xảy ra. Suy nghĩ tích cực là tiền đồn cho mọi thành công vĩ đại. Nếu mỗi sáng bạn thức dậy với tâm niệm rằng ngày hôm nay sẽ có điều tuyệt vời xảy ra trong cuộc sống của mình, và bạn để tâm chú ý, thì rồi thường là bạn sẽ nhận thấy rằng niềm tin của mình là đúng. Và điều thứ 30. Đừng quên cảm ơn cuộc sống. Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ 30 điều đừng nên làm với bản thân mình. Hãy dừng lại ngay để có cuộc sống an yên, hạnh phúc và thành công. Quý vị và các bạn yêu mến, hãy hoan hỉ like, share video và đăng ký ủng hộ kênh
để luôn cập nhật những video clip mới nhất về phong thủy, trí tuệ cổ nhân, tinh hoa Tam Quốc và nghệ thuật sống từ tranh đá quý Tân Vũ Khánh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.